Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu buổi nhá. Nói cái gì? Mày nói cái gì? Rồi rồi, tao sai. Dạ, cái đó là lỗi của tao. Để tao đập đầu vô cái ban công, tao xin lỗi mày. Trời ơi. Không hớt được bao con trai tôi bị không tầm em.
Do you want to say yeah? My mother.
con mẹ mày. Có lẽ mình xin dừng video tại đây, anh em nào thích video của mình hãy cho mình xin một like, một share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ giúp mình với ạ, vì đó là miễn phí mà. Ok, hẹn gặp lại anh em với những video tiếp theo, bye bye.